Sau hơn 8 tháng xảy ra vụ án nghiêm trọng, sáng ngày 23 tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án bà Diễm giết chồng rồi phân xác gây rúng động dư luận. Nạn nhân trong vụ án cũng chính là chồng của bị cáo Diễm, ông Trần Thanh Tú, 38 tuổi, quê ở Sóc Trăng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Diễm và ông Tú là vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, có chung với nhau hai người con gửi ở quê cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Hai vợ chồng Diễm đến Bình Dương thuê nhà ở trọ và làm công nhân. Khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2017, ông Tú đi nhậu bên ngoài về phòng thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Diễm nói với chồng là có vợ con mà cứ đi ra ngoài cặp bồ này kia và không quan tâm đến gia đình. Ông Tú nói lại, thích đi đâu thì đi, miễn đưa tiền về nuôi là được. Sau đó hai vợ chồng lao vào đánh nhau. Trong lúc bực tức, Tú lấy một con dao bầu dọa chém Diễm thì bị Diễm giật dao lại, chém nhiều nhát khiến Tú tử vong. Sau khi chồng chết, lo sợ bị phát hiện, Diễm phân xác thành nhiều phần, rồi bỏ vào túi ni lông, mang đến các điểm tập kết rác tại phường Thuận Giao để phi tang. Tối ngày 17 tháng 7 năm 2017, công an đã mời Diễm về trụ sở để làm việc. Cuối cùng, Diễm đã khai nhận hành vi giết người của mình. Diễm khai trước tòa, biết chồng ngoại tình nhưng bị cáo chưa bao giờ nghĩ sẽ giết chồng cả. Lúc đó do bị đánh đau, bị cáo bực tức mới hành động như vậy. Trong phần xét hỏi, hội đồng xét xử hỏi Diễm vì sao sau khi giết chồng lại phân xác mang đi phi tang khắp nơi. Diễm nói bị cáo cũng không biết vì sao lại làm vậy, chỉ biết lúc đó vừa sợ vừa hận anh Tú. Chủ tọa phiên tòa Lê Quân Vương nói, hành động của bị cáo chỉ có trong phim kinh dị, nghe mà sợn gai ốc. Cũng theo lời Diễm, 3 năm nay Tú không còn quan tâm đến vợ con, thường xuyên ra ngoài ăn nhậu, rồi về nhà đánh đập vợ. Đêm trước xảy ra vụ việc, Tú còn lấy bao tải đựng gạo chùm đầu Diễm để đánh. Nguyên nhân chính xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng là do Diễm nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ làm chung công ty. Tuy vậy, khi hội đồng xét xử hỏi Diễm có căn cứ gì về việc chồng ngoại tình, thì Diễm nói chỉ thấy Tú hay chở người này đi ra ngoài, còn lưu tên thân mật trong điện thoại. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân mong muốn thông qua phiên tòa này, mọi người hãy nhìn nhận mọi việc, từ đó rút ra bài học trong mối quan hệ ứng xử vợ chồng. Trong phần tuyên án, hội đồng xét xử nhận định tội của bị cáo đã rõ, tuy vậy hành vi của bị cáo được thực hiện trong lúc tinh thần bị kích động, không làm chủ được hành vi. Hơn nữa, bị cáo được đánh giá là người hiền lành, lại có hai người con nhỏ, nên mức án chung thân cho bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Trong quá trình điều tra khi đó, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, qua thu thập chứng cứ tại hiện trường như vết máu trong phòng trọ, lời khai của bà Diễm, cơ quan điều tra xác định bà Diễm là nghi phạm và chưa thấy có dấu hiệu có người khác giúp đỡ. Theo Đại tá Chính, sau khoảng 2 tiếng khi đầu người được phát hiện trong bịch ni lông vào trưa ngày 16 tháng 12, một người dân tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An trình báo khuôn mặt nạn nhân giống ông Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê ở Sóc Trăng. Người dân cho biết khi gọi vào số điện thoại của ông Tú thì không liên lạc được nên nghi vấn nạn nhân chính là ông Tú. Ngoài ra, công an cũng nhận được nhiều tin báo khác nhau của người dân về nghi vấn khác nhau danh tính của nạn nhân. Công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có cả việc xác định ADN để xác định danh tính. Tới 23 giờ ngày 17 tháng 12, một số người dân ở khu nhà trọ trên đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An phát hiện có mùi hôi thối bất thường tại khu vực để rác nên đã báo công an. Khi kiểm tra thì thấy đó là một bộ phận cơ thể người đang được phân hủy, được chứa trong nhiều bịch ni lông. Ngay trong đêm 17 rạng sáng 18 tháng 12, công an đã xác định được danh tính của nạn nhân và tạm giữ người vợ để điều tra. Đại tá Chính cho hay, qua làm việc, người vợ khá tỉnh táo và bình tĩnh khai báo, bà Diễm thừa nhận đã giết chồng. Lời khai của bà Diễm cũng phù hợp với các chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được. Theo lời khai của người vợ, đêm ngày 15 tháng 12, sau khi đi nhậu về thì người chồng đánh và đe dọa giết vợ. Trong lúc đánh vợ, ông Tú còn dùng con dao bầu sử dụng trong sinh hoạt để chém vợ. Nhưng bà Diễm đã tránh được và giật con dao và dùng chính con dao này để đánh vào cổ ông Tú. Lời khai của bà Diễm cũng phù hợp với những thông tin mà người dân cung cấp là vào đêm 15 tháng 12 có nghe tiếng cãi vã trong phòng trọ của vợ chồng ông, sau đó hàng xóm không thấy ông Tú nữa. Theo công an tỉnh Bình Dương, khi bị chém, ông Tú vật ngã bà Diễm xuống nền nhà và la lớn, "Tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày chết."
Nghe vậy, bà Diễm tiếp tục cầm dao đánh nhiều nhát vào người ông Tú đến khi nạn nhân nằm im thì dừng lại. Sau đó, Diễm dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào bịch ni lông để trong phòng. Tới 8 giờ sáng hôm sau, 16 tháng 12, bà Diễm chở các bịch đựng xác chồng rồi bỏ đi nhiều nơi. Trưa ngày 16 tháng 12, người dân phát hiện nhiều bịch ni lông chứa các phần. Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan điều tra đã thu thập được hầu hết các bộ phận cơ thể của nạn nhân để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Mâu thuẫn vợ chồng đã đẩy lên thành một vụ án mạng thương tâm, đẩy hai cuộc đời sang một kết cục không ai mong muốn. Và những vụ án như thế này thì không phải là ít. Qua các phương tiện truyền thông, người ta không khỏi bàng hoàng khi thực trạng chồng sát hại vợ, vợ giết hại chồng với nhiều nguyên nhân và mức độ dã man khác nhau diễn ra ngày càng nhiều. Thiết nghĩ giải pháp căn cơ cho vấn nạn bạo hành trong hôn nhân, bạo lực trong gia đình dẫn đến sát hại lẫn nhau, trước hết vẫn là con người, phải tự hoàn thiện mình bằng sự tu dưỡng đạo đức và hướng thiện. Khi người ta nhận thức rõ về cái ác và sợ hãi về điều ác thì mới có thể chùn tay. Mỗi người trong chung sống vợ chồng đều phải chui rèn đức nhẫn thì sẽ tránh được những va chạm có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Nhân vô thập toàn là câu nói chuẩn xác để nói về bản tính của con người. Bởi lẽ không ai là người hoàn hảo, toàn mỹ và toàn thiện. Vậy nên vợ chồng cũng sẽ có lúc mâu thuẫn với nhau. Để hóa giải những mâu thuẫn và giúp gia đình hạnh phúc, chuyển đổi nỗi tức giận, oán ghét giữa bản thân với người khác, tự mỗi người phải hóa giải mọi vướng mắc xấu ác, thù hận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, sinh hoạt hàng ngày. Tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính bản thân mình. Những sai lầm bộc phát từ sự ghen tuông, đố kỵ trong tình yêu, hôn nhân thật đáng sợ. Thứ đó có thể giết phần người và làm trỗi dậy phần con. Vụ án mạng xảy ra tại Bình Dương kể trên đã khiến nhiều người phải giật mình và thót tim vì không thể nào tưởng tượng nổi việc một con người có thể vung tay giết người khác một cách dã man đến như vậy. Cho đến ngày hôm nay, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe về thông tin một vụ việc vợ giết chồng phi tang ở Bình Dương. Dẫu biết rằng cặp vợ chồng nào trong hôn nhân cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn, bát đũa có lúc xô, vợ chồng khó tránh khỏi cãi vã. Thế nhưng khi hay tin hung thủ trong vụ án phát hiện đầu người ở ba lô lại chính là chị vợ, thì không ai có thể nghĩ rằng mạng người lại rẻ đến vậy, giết người dễ dàng đến như vậy. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại có thể nhẫn tâm ra tay sát hại chồng, người đã cùng mình đầu ấp vai kề suốt 15 năm. Việc ghen tuông mù quáng trong tình yêu, trong hôn nhân khiến con người ta mất đi lý trí và không kiểm soát nổi bản thân mình, khiến phần con lấn át phần người. Không phải tới khi vụ án này xảy ra mới được phát hiện. Nếu như năm 2010, dư luận căm phẫn với Nguyễn Đức Nghĩa bao nhiêu khi ra tay sát hại người yêu rồi phi tang, thì 7 năm sau, trường hợp tương tự đã xảy ra khi sự việc một người vợ giết chồng ở Bình Dương được phanh phui. Đó không chỉ là bài học cho chính hung thủ mà còn là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người.